Thank you.
thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện trường thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, giờ đây đã tới giờ đăng pháp tòa thay mặt ban trị sự tịnh hội Phật giáo Đồng Tháp, kính mời đại đức Thích Tịnh Điền cùng toàn thể ban quân nhân quan tập trước hòa thượng để hành lễ pháp bạch quân nhân A Di Đà Phật. Mời toàn thể đạo tràng đứng dậy để quân nhân hòa thượng quan lâm. Hồi xưa nghe tôi giảng, bây giờ theo Phật nó khá nhiều rồi.
còn lại thì chắc cũng đã già, già nhiều. Nên bây giờ trở lại thăm, nói thăm người xưa và thực tình là thăm người mới nhiều hơn. Đó là lý do tôi về đây giảng. Đề tài chúng tôi giảng hôm nay, nếu nói theo chữ Hán gọi là Đức Phật thường tự xưng hay là chúng ta tôn xưng Ngài là một bậc vô thượng y vương. Phật là một bậc vô thượng y vương. Thì như vậy, vô thượng y vương là thế nào? Ở đây tôi dịch Phật là vua thầy thuốc, không ai hơn. Hồi xưa lúc làm tăng ở đường Ánh Quang thì tôi học, tôi thấy cái từ này tôi ngại, nghĩ rằng có thể là người sau quá tôn trọng rồi để như vậy. Vô thượng y vương là vua thầy thuốc, không ai hơn. Mà Phật có hút thuốc lần nào đâu mà gọi là vua thầy thuốc. Rồi nếu vua thầy thuốc thôi mà tại sao lại vô thượng nữa? Thì sau này khi học và khi tu rồi mới thấy cái lời tán thán đó nó là chân thật, chứ không phải là chỉ lời tán thán suông. Tại sao nó chân thật? Bởi vì tất cả chúng ta ngày nay, những vị thầy thuốc giỏi cứu chữa bệnh người, nếu chữa người thập bệnh thập tử nhất sanh mà chữa được lành rồi thì gọi là thầy thuốc gì? Thầy thuốc thật hay, thầy giỏi. Chứ vậy thì thầy thuốc hay, thầy thuốc giỏi có thể cứu được bệnh nhân khi sắp chết trở lại sống. Nhưng mà sống thêm được bao lâu? Nếu sống dài lắm là 10 năm, 20 năm thôi. Như vậy đó mà người ta tán thán những vị đã cứu mạng sống người khác được vài mươi năm. Còn ông Phật mình thì cứu người sống thì bao lâu? Quý vị biết không? Các ông biết cứu sống bao lâu? Chúng ta tu Phật ai cũng biết mang cái thân này là cái thân vô thường tạm bợ, phải không? Mà nếu chúng ta nương cái thân vô thường tạm bợ khéo tu thì chúng ta liền được đi đến chỗ giải thoát sinh tử, phải không? Mà giải thoát sinh tử thì sống chừng bao lâu? Sống mãi không có cái ngày cùng, phải không? Sống hoài không có chết. Thì như vậy Phật pháp là những cái phương thuốc dạy chúng ta trị tâm bệnh. Khi làm rồi thì chúng ta không còn bị vô thường chi phối mà sống mãi không cùng không tận. Cho nên phương thuốc đó mà được người nghiên cứu chỉ dạy ra thì cái người đó không phải là vua thầy thuốc là gì, phải không? Mà vua thầy thuốc thì thôi, tại sao nó không ai hơn? Không ai hơn có nghĩa là sao? Không ai hơn có nghĩa là có người bằng. Nói
nói không ai hơn, có nghĩa là có người bằng. Tại sao có người bằng? Nếu chúng ta chịu khó tu hành, để rồi đến cái khi công đức viên mãn sẽ thành Phật. Như vậy thì Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Như vậy thì sẽ thành, khi chúng ta thành Phật rồi, có thua Phật Phật nào không? Nên nếu thành Phật thì Phật hồi xưa đến đâu chúng ta đến đó, ngang bằng Phật mới gọi là Phật. Nếu còn thấp hơn Phật thì không gọi là Phật được. Như vậy thì nếu chúng ta khéo tu rồi chúng ta sẽ bằng Phật. Như vậy mà Phật nói là vô thượng, là không ai trên mà có người bằng đó. Như vậy để quý vị hiểu rằng chúng ta tu theo Phật là cốt được thành Phật, mà cốt được thành Phật thì sau này sẽ bằng Phật. Như vậy thì tất cả chúng ta, những người tu theo Phật, hiểu rõ được cái ý nghĩa nếu chúng ta thành Phật rồi thì cái quả vị của chúng ta ngang bằng với chư Phật. Như vậy thì trên Phật không có người hơn, cho nên gọi là vô thượng, không có ai hơn nữa. Tới chỗ đó là giác ngộ viên mãn. Đó là cái ý nghĩa vô thượng vi vương mà tôi đã nêu lên. Mình đã nói Phật là vô thượng vi vương, tức là ông thầy dạy người ta trị bệnh để rồi được hết sinh tử khổ đau. Thì như vậy cái bệnh đó là bệnh gì? Ở đây tôi sẽ kể ra. Như trong kinh người nói, chúng sinh có bệnh gì thì Phật có cái pháp ấy để mà đối trị. Cho nên có cái từ chữ Hán là tùy bệnh chữ dược, nghĩa là theo bệnh cho thuốc. Người ta có bệnh gì thì mình cho thuốc ấy để trị cho lành. Người thế gian là thầy thuốc, là bác sĩ, thì khi chẩn mặt biết người ta bệnh gì rồi thì phải tìm, phải chọn cái thuốc đúng với bệnh đó để trị. Và khi trị hết được thì lành bệnh. Ở đây Phật cũng xét kỹ chúng sinh có bệnh gì thì Phật liền cho thuốc để trị. Mà chúng sinh bệnh đây là bệnh thân hay là bệnh tâm? Đây là tâm bệnh. Thầy thuốc ở ngoài để trị chữa cái thân bệnh, còn thuốc của Phật để trị lành cái tâm bệnh. Như vậy thì chúng ta bệnh gì Phật có thuốc ấy. Cho nên trong kinh thừa nói chúng sinh có 8,000,000 phiền não. Thì Phật có bao nhiêu? 8,000,000 pháp hồn đó. Như vậy thì mình bao nhiêu bệnh Phật có bấy nhiêu thuốc, không có thiếu gì hết. Nhưng mà bây giờ tôi thử đặt câu hỏi. Như vậy hiện giờ chúng ta có người nào không bệnh không? Có người nào tâm hoàn toàn tốt, hoàn toàn tỉnh, hoàn toàn giác, hay là có mê, rực từ mê, sanh tham, sanh si, đủ thứ đó. Như vậy thì mỗi khi chúng ta sanh một niệm xấu, một niệm ác, đó là có một bệnh. Bệnh đó phải lấy thuốc Phật mà trị, nó mới được lành. Như vậy thì hiện giờ quý Phật tử tu theo Phật, rồi mỗi người dùng cái thuốc gì để trị bệnh mình? Các chưa biết, tu cũng nhiều năm lắm mà hỏi dùng thuốc gì để trị bệnh cho mình?
thì lắc đầu không biết có gì hết. Cái kiến tụ kiếp nhìn thời, niệm Phật nhìn thời, phải không? Đó là một cái điều mà tôi nói rằng chúng ta chưa có hiểu chính xác cái đường lối tu theo Phật dạy. Mà muốn hiểu chính xác cái đường lối tu đó thì chúng ta cần phải nghiền ngẫm kỹ. Sở dĩ ngày nay chúng ta tu theo Phật mà tu 5 năm, 10 năm hỏi có bớt phiền não chưa thì nói sao? Sao cũng còn nguyên nè, thấy không? Bệnh nào là thấy đi nguyên như vậy thì thuốc của Phật không có giá trị, trị không hết bệnh. Mà thuốc Phật không có giá trị thì sao? Thì chắc bị bỏ lạc quên, chứ đâu có dùng. Thuốc có giá trị, có biểu hiện thì ta mới dùng. Còn thuốc vô giá trị thì ai dùng làm gì? Như vậy thì quý tất cả quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta tu mà chưa nắm vững được cái đường lối tu thì có khi mình tu mà không biết mình tu cái gì. Rồi nhìn lại bệnh mình, không biết mình bệnh gì, để dùng thuốc nào mà trị, đều là lúng túng, không rành, không hiểu. Đó là một cái yếu điểm mà tôi thấy cần phải nhắc, cần phải chỉ để cho quý Phật tử biết rõ. Cho nên pháp Phật là thuốc trị bệnh, ta hỏi bây giờ trị bệnh gì và dùng pháp gì của Phật trị thì nói sao? Nói ví dụ giờ có một Phật tử nói tôi bị bệnh sân nhiều quá, nói bệnh sân thì chỉ lấy thuốc gì trị thì nói sao? Không kiếm thuốc gì hết. Thì như vậy thì tức là để nói lên chúng ta tu Phật mà chưa đạt, chưa hiểu, chưa biết cách thực hiện cho đúng cái lời Phật dạy. Thì hôm nay gặp lại tất cả quý vị, tôi sẽ nêu lên những phương thuốc trị những bệnh đã cho quý vị thấy. Khi thấy được rồi thì từ đó về sau quý vị sẽ ứng dụng cách hiệu nghiệm. Đó là cái điều mà tôi nêu lên. Thường thường chúng ta có bệnh về thân thì bác sĩ chẩn đoán xong cho thuốc trị, mà nếu chẩn đoán rồi cho thuốc trị mà chúng ta không uống thì nó lành không? Nhưng mà có những người tôi nêu lên thế này để quý vị thử nghiệm. Nếu có một người nào đó bệnh nặng tới bác sĩ, bác sĩ nói đưa tôi chẩn mạch cho, nói không, tôi chỉ xin bác sĩ cho tôi hết bệnh nè, không cần chẩn mạch, thì quý vị nghĩ cái người đó đi trị bệnh có thể làm được không? Mà cứ nói bác sĩ cho tôi hết bệnh, năng nỉ hoài như vậy thì bác sĩ sẽ làm sao? Sẽ tổng lắc đầu thôi, không biết làm sao hết. Bởi vì bác sĩ là cái người chẩn bệnh, cho thuốc để trị bệnh. Mà bây giờ chỉ cần xin bác sĩ cho mình hết bệnh mà không cần uống thuốc, không cần cho thuốc thì bệnh có lành được không? Vậy mà Phật tử mình bây giờ cũng giống như cái người bệnh nhân nói vậy. Phật dạy chúng ta tu nghĩa là mình có bệnh gì, pháp, dùng pháp của Phật để trị bệnh đó. Mình có bệnh, xin pháp của Phật để trị. Nãy giờ không chịu xin, không chịu trị, mà tối đi chắp tay cầu Phật gia hộ cho con được bình yên, Phật gia hộ cho con mạnh khỏe, được Phật nói sao? Không chịu uống thuốc
không chịu trị bệnh, xin Phật cho mạnh khỏe, cho Phật bình yên. Mà Phật cách tình tuyên bố thế nào, quý vị nhớ không? Phật dạy rằng, ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu Phật ban phước xuống quả được thì Ngài không dạy chúng ta tu nhân quả, tạo nhân làm hưởng quả lạc, tạo nhân ác chịu quả ác. Thì như vậy chúng ta tạo, chúng ta hưởng, chúng ta tạo, chúng ta chịu, mà không có can thiệp chúng nợ, phải không? Như vậy thì Phật dạy chúng ta biết đường lối tu để dẹp phiền não, hết khổ đau, mà chúng ta không chịu tu, cứ xin Phật cho hết bệnh, hết phiền não, hết khổ đau, thì xin chừng nào thành công. Bởi vậy có lắm Phật tử đi chùa nhiều năm mà nhìn lại sao mà đủ Phật y nguyên, riết rồi chán, mà không cho mình gì hết, đi lại Phật chứ, phải không? Đó là chỉ không hiểu Phật, tưởng rằng để chùa thắp hương lại Phật rồi xin cái gì được lấy hết rồi. Đó, tưởng như vậy là trái với Đức Phật, trái với lời dạy của Ngài. Cho nên chúng ta phải hiểu cho chuyện đó. Còn thêm một hạng người nữa, ví dụ như bác sĩ lại cho chẩn mạch rồi cho khoa bệnh này phải lấy cái khoa này ra nhà thuốc, mua cái thuốc đó thì sẽ làm, rồi đưa cái khoa rồi đem về cầm cái khoa đọc hoài, đọc phục lòng, đọc riết phục lòng mà không chịu đi mua thuốc uống thì hết bệnh không? Phật tử mình có giống để không? Chắc cũng giống vậy. Bây giờ Đức Phật cho kinh, cho kinh là những bài pháp giải mình tu. Bây giờ lấy kinh cho đọc xong mà đọc lại cho Phật nghe, tu rồi đọc. Đêm nào cũng nên đọc cho Phật nghe, mình phục lòng, thật phục lòng, mà bệnh mình không hết. Tức tại vì mình chỉ đọc cho Phật nghe thôi, làm sao mà hết bệnh? Như vậy thì mới thấy chúng ta từ cái lòng lạnh này bước sang cái lòng lạnh khác, vì vậy mà tu không có kết quả. Nó rõ ràng là như vậy. Như vậy thì chúng ta phải tu cách nào đây để đúng như là Phật dạy? Đó là cái điều mà tôi nêu lên ở đây. Phật là ông vua thầy thuốc, thì thầy thuốc giỏi, có những toa thuốc hay trị tất cả bệnh, thì chúng ta bệnh phải cần những toa thuốc đó để rồi chúng ta uống, chúng ta trị thì bệnh chúng ta mới lành. Như vậy thì muốn lành bệnh thì tất cả chúng ta phải chịu uống thuốc, chứ không phải đọc toa thuốc, cũng không phải chấp tay xin rồi thầy thuốc cho mình mà. Đó là hai lý do mà tôi nhắc cho tất cả quý vị ở đây nhớ lại rõ ràng. Bây giờ bệnh của chúng ta, tất cả quý vị có biết mình chừng bao nhiêu bệnh không, hay là đã lành hết rồi? Về thân thì chưa chắc đã lành rõ, về tâm thì sao mà bị quyền. Chừng nào ở trong chúng, trong gia đình 5-10 người là cả tháng thì cười hoài, không buồn, không giận ai hết, không một chút than thở gì, thì đó mới bình ít, phải không? Còn nếu ít bệnh mà những bệnh đó là bệnh quan trọng. Ngày xưa trong kinh Phật có kể lại, một hôm Phật hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi rằng nếu các ông ở trong khách mà có một rắn độc nó chui vào trong khách, thì lúc đó các ông có nằm ngủ yên không? Thì
các thầy tùy theo bạn. Dạ, bạn thấy không? Chúng con ngủ không yên. Phật hỏi làm sao các con ngủ mới yên? Thì các thầy tùy theo bạn rằng chúng con muốn ngủ yên thì phải đuổi con rắn độc ra khỏi nhà thì ngủ mới yên. Phật nói cũng vậy, hiện giờ các ông còn có tham sân si ở trong tâm thì các ông ngủ yên không? Vì tham sân si nó còn hại hơn là con rắn độc. Rắn độc nó cắn mình thì chỉ chết một thân này, còn tham sân si tạo nghiệp chịu khổ không biết kiếp nào mà hết. Như vậy thì Phật đánh giá nó còn độc hơn là con rắn độc. Nó cắn, rắn độc cắn người ta chỉ chết một thân này, còn tham sân si tạo nghiệp chịu khổ đời đời tiếp kiếp. Như vậy thì nếu chúng ta còn tham sân si độc hơn là rắn độc, như vậy thì hiện giờ nơi nội tâm chúng ta có ai hết tham sân si chưa, hay là còn đủ? Mà nếu còn đủ thì chúng ta có yên lòng mà ngủ không? Đó là độc hơn là rắn độc. Đã là độc hơn rắn độc, bây giờ chứa nó thì làm sao chúng ta được yên? Vậy đó mà Phật tử mình không biết đuổi rắn độc ra mà lại đi cầu Phật xin cho mình bình yên, thì cái điều đó là cần thiết khổ chúng ta tu để đi tới cái an lạc. Như vậy thì còn tham sân si là còn đau khổ, mà nếu tu 5 năm 10 năm tham sân si không hết thì cái tu đó là vô hiệu rồi, phải không? Bây giờ chẳng những là người tại gia cư sĩ mà kể cả người xuất gia, có ai hết tham sân si đưa tay được rồi? Bạn thấy chưa? Chưa ai thấy không? Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu mà tham sân si chưa có hết, chưa có hết là chúng ta chưa có bình an, phải không? Như trong nhà có rắn độc thì không bao giờ chúng ta yên lòng được. Đó là một cái lẽ phải. Bây giờ ba cái con rắn độc đó là tham sân si, vậy thì quý vị chịu đuổi nó ra không? Chịu đuổi không? Chịu thật. Chứ để đuổi bằng cách nào đây? Quý vị phát nguyện đuổi tham sân si ra khỏi mình. Bây giờ tôi chỉ phương pháp Phật dạy để đuổi. Quý vị phải khéo nghe, khéo học và khéo tu thì sẽ thành công đuổi được ba con rắn độc ra khỏi nhà. Bây giờ tôi nói tình thứ trước hết là con rắn tham. Con rắn tham muốn đuổi ra khỏi nhà thì phải dùng thuốc gì hay cách nào mà đuổi nó? Thì chúng tôi khi nói tới đuổi thì chúng tôi phải giải thích rõ tham nó có bao nhiêu loại. Nhiều khi chúng ta nói tổng quát tham thôi mà không biết tham mấy thứ, mà nếu không biết thứ nào thì chừng đó phải dùng thuốc trị mới có làm được. Như bây giờ quý vị thấy chúng ta có hai trường hợp, một là nói theo thông thường thì tham có năm thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thịt, tham quỷ. Tài, sắc, danh, thịt, quỷ, đó là năm thứ tham. Và năm thứ tham này
phải trị bằng thứ gì? Trước hết, người tham tiền của nhiều thì dùng thuốc gì trị đây? À, dùng thuốc bố thí để trị cái bệnh tham tiền của. Là bố thí, tại sao bố thí trị được bệnh tham? Bởi vì người tham thì làm ăn, nếu gia đình mình mỗi tháng 5 triệu bạc thì sống thoải mái. Bây giờ có cái phương tiện nào đó một tháng làm ra được 1,5 triệu thì sao? 1 triệu thì đủ sống, mà 500 sau thì dư, phải không? Nếu người tham thì 500 mới kiếm thêm 500 nữa được 2 triệu. Còn người muốn trị cái bệnh tham á thì dư 500, coi ai nghèo, ai đói, ai khổ hơn mình, giúp cho họ, bố thí cho họ thì làm được việc lợi ích mà hết được lòng tham. Có dư liền cho nó có tham, còn có dư tích lũy hoài không cùng thì đó là tham, đó là tham. Cho nên trong kinh Phật thường dạy bệnh tham như là cái túi không đáy, nghĩa là bao nhiêu bỏ vô tụt hết chứ không có dư, không có biết tới đâu là đầy, đâu là đủ. Vì vậy mà chúng ta bây giờ biết mỗi tháng có 1 triệu đủ sống, bây giờ dư chúng ta giúp người này kẻ kia thì đó là hết bệnh tham. Quý vị thử làm cái hết đâu, nhất định hết. Kể cả trong chùa ai có dư khăn cá mình để làm nghèo cái người kia, duyên như vậy cái thì hết cái bệnh tham. Đó là trị cái bệnh tham tài. Bây giờ tới tham sắc, trị bệnh bằng cách nào đây? Thấy những sắc đẹp thì mình thích, mình ưa thì phải trị sao? Nếu người tham sắc thì phải dùng cái thuốc bất tịnh để mà trị. Đó là thuốc quán bất tịnh để mà trị. Người nào tham sắc thì phải dạy dùng thuốc quán bất tịnh. Quán bất tịnh có 2 cách. Một là quán thân mình có 36 vật nhơ nhớp. Hai là quán cái thân người chết, từ mới chết lần lần tới sừng khối như mình, thì quán như vậy biết thì hết thân sắc. Tại sao? Bởi vì thấy mình thân này là nhơ nhớp, bẩn thỉu, đáng cốt, thì thân người khác sao? Cũng đồ nhơ hết. Thì nói tóm lại rất là dễ, chúng ta thấy thân mình, thân người chỉ là cái bô này kỹ thôi. Và trong nhà có cái bô là khó chịu rồi, thêm 2-3 cái nó dễ chịu không? Nó hợp thì càng ghê gớm. Cho nên quý vị nhớ, Đức Phật khi Ngài gần hành đạo ở dưới cội Bồ Đề thì Ma Vương đến phát. Khi nó đến phá Ngài, trước hết nó hiện những người nữ kiều diễm ca múa để mà trêu chọc Ngài và khuyến khích Ngài trở về hoàng cung. Nhưng mà khi đó quý vị thấy Phật dùng cái lá bùa gì, câu thần chú nào để đám ma đó, thấy không? Vậy chứ làm sao đuổi nó? Bởi vậy học Phật và chưa có nó vững, thì khi mà nó trêu ghẹo Ngài thì Ngài bạn bèn bảo rằng: đi, các ngươi là đại gia hôi thối, ta không có dùng. Rồi nó hổ thẹn, nó rút lui hết. Như vậy tức là thấy nó là nhớt nhúa, là bẩn thỉu thì nó tự xấu hổ, phải không? Rồi sau đó một đám nó hung dữ, nó hiện ra binh tướng cầm gương cầm giáo đầu trâu mặt ngựa bao dây ngàn. Rồi lúc đó Ngài dùng thành chú gì
dùng lá bùa gì để chạy đánh á, duy trì không viên lượng đó. Thì khi mà tập hiện những cái ngôn dữ thì lúc đó ngài nhập định, ngài không thèm nghĩ, không thèm thấy nó, lát nó cũng bỏ nó đi. Cho nên trong kinh dạy rằng Đức Phật dùng cái cung thiền định, cái kiếm trí tuệ mà dẹp ma quân, nhập định tâm thông đạo, nó la hét gì hồi lần xấu hổ nó đi. Đó là nhờ định mà phá cái đám giặc dữ, nhờ trí tuệ thấy thanh này là nhớp nhúa như cái đại gia hôi thối, thì cái bọn ma đó nó bỏ nó đi. Thì như vậy chúng ta dùng tu là dùng thiền định, dùng trí tuệ để dẹp ma. Nhưng bây giờ có nhiều người ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật, cái học thánh, học chú hoặc là học bùa để vẽ cho ma là nó phá. Đó là đã đi về hướng rồi. Chúng ta phải dùng thiền định, dùng trí tuệ để dẹp ma, chứ không phải dùng bùa, dùng chú. Bùa chú nó lạc ngoại đạo rồi. Quý vị nhớ thầy kỹ. Như vậy thì nếu mà người tham sắc thì dùng cái quán bất tịnh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thân chúng ta là dơ nhớp hay là sạch sẽ? Sạch hay nhớ? Thì sao biết nó nhớ? Tôi nói một cái ví dụ rất là đơn giản. Nếu nó là sạch, nó luôn luôn phát ra cái mùi thơm như hoa sen, thì chắc chúng ta phải dùng xà phòng thơm, phải không? Bởi vì nó hôi quá, phải dùng dầu bông thơm, xà phòng thơm, xa cho nó bớt hôi, dùng nước quá, thấm cho nó bớt mùi thơm, vân vân. Thì biết mình nhớ, biết mình nhớ, nhưng mà muốn giấu, muốn không cho người ta biết, thế nên dùng cái này kia để mà khóa lắp nó đi, phải không? Đó là chúng ta chưa chịu thấy là thật. Thêm một điều nữa, thân mình thì nhớp nhúa, biết rõ, mà đi ngang ai nói chị mẹ hôi quá, buồn không? Mình nhớp là thật sự rồi, mà ta che mình hôi cái mình buồn liền, phải không? Như vậy rõ ràng chúng ta không dám nhìn sự thật, không dám biết sự thật. Chúng ta chỉ biết một cách tưởng tượng chứ không đúng là thật. Vì vậy mà khi chúng ta biết tu rồi, hãy nhìn thấu đáo sự thật, thân này là nhớp nhúa, quý vị kiểm từ đầu đến chân có cái gì không nhớp không? Đó, quý nhất là con mắt. Nhưng mà khi mà ghèn cháo nó đổ ra, thấy con lớn không? Rồi kế cho lỗ mũi, nếu mà nước mũi chảy ra con lớn không? Rồi kế cái miệng, miệng mà khi nào mình khạc thì nổ ra, rồi mình có can đảm liếm lại không? Thì như vậy tất cả từ trên đầu tới dưới chân nó chứa đồ nhất, mà mình cứ tưởng nó sạch không à? Tưởng tượng không thấy là thật, đó là cái sai lầm, không có trí tuệ. Chúng ta biết rõ thân này là nhớp nhúa, mà ta đã nhớp nhúa thì người cũng nhớp nhúa, tại sao lại mê, tại sao lại đuổi theo? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu người nào bị trầm trọng quá, thấy ai cũng dễ thương hết, thì Phật dạy lại cái thay chế quán. Quán người mới tắt thở, rồi tắt thở một giờ hai giờ thấy bọn xanh, rồi cho tới khi mà nó xình lên vân vân. Bây giờ tôi nói gần nhất một người thân của mình là anh em cha mẹ, mà khi tắt thở chừng vài chục tiếng đồng hồ, mình dám lại nằm gần không? Dám không? Đó, lĩnh lực sống thì là cha, là mẹ, là anh, là em, mà chết cái là thi ma. Thấy không? Thi ma rồi cướp, rồi sợ, cướp hết. Như vậy mới thấy rằng
cái đó nó không phải là thiệt quý mà chúng ta lầm tưởng nó quý. Bây giờ Phật bảo ai mà nặng về sắc thì luôn luôn quán cái thân này, bản thân mình nhớ nhớ từ tóc lông răng móng da thịt gân xương bằng sáu vật mình xét kỹ, vật nào cũng nhớ hết à. Còn nếu mà quán vậy mà không hết bệnh thì phải quán hay chết. Như vậy thì trị được cái bệnh tham sắc à. Như vậy thì quý vị lâu nay có trị thì bệnh hơn chưa? Thế tôi mà muốn chừng trị bệnh thế nên trị bệnh nó cứ còn hoài thì nói sao tu lâu quá mà những cái dở này nó không chịu hết, nó tại có chịu quán đâu, tức là không chịu uống thuốc à, mà cứ đọc ba bốn Phật suốt ngày mà không chịu uống thuốc, phải không? Vì vậy mà không hết bệnh. Đó là mới tới cái bệnh thứ hai. Bệnh thứ ba là tham gì nữa? Tham danh à, tham danh tức là muốn được chức phận cao, muốn được bạn nghe vân vân. Thì cái bệnh tham danh lấy thuốc gì mà trị đây? Quý vị ngẩn ngơ không biết thuốc nào. Dễ quá, người tham danh biết Phật dạy mình phải lấy cái thuốc vô thường mà trễ đó hả? Giả sĩ là ai đó ra ứng cử làm tổng thống mà được đắc cử thì người đó hưởng được bao lâu? Từ 4 năm rồi cũng hết, và 5 năm rồi cũng hết thì cũng trở thành thường chết lại, thì nó đâu có bền, đâu có lâu dài mà phải khổ sở, phải không? Đó là cái thuốc vô thường mà muốn uống cho thấy gốc của nó, phải thêm cái thang thuốc quán khổ nữa. Bởi vì người cầu danh trước khi được khổ, khi được rồi còn khổ à, phải không? Bởi ham ngủ cho nên mất hết cái thì giờ tu hành của mình. Bây giờ đây chúng ta phải biết đó là cái bệnh. Bây giờ làm sao trị cái bệnh ham ngủ đây? Quý vị phải làm sao trị? Bây giờ muốn trị cái bệnh ham ngủ á thì có cũng hai thứ thuốc. Một là thứ thuốc vô thường à, vô thường nhé. Như quý vị thấy mỗi khi tụng kinh người xưa hay nói hay đọc cái câu thì nghiệp dĩ quá, mạng nghiệp thì giảm, chứ tiểu tử ngư vân vân. Nên ngày nay đã qua, mạng theo đó mà giảm, khi khác cả nước. Thì như vậy cuộc sống nó ngắn ngủi, nó tạm bợ, mà mình cứ lo ngủ để giết chết hết thì giờ quý báo sao? Phải thức dậy tu à, thức dậy để tu hành, thức dậy để làm những việc lợi ích cho đời, cho gia đình, chứ không nên ăn ngủ nhiều. Đó là để quý tiếp thì giờ, nhớ nó qua mau dễ mất, đó là lấy cái vô thường mà quán. Còn hai, thường thường người ham ngủ là người lười biếng hay người tinh tấn? Người lười biếng, bệnh giải thoải đó. Cho nên thứ hai là phải lấy cái loại tinh tấn mà đánh đó. À, nghĩa là nghe tiếng kẻ mà chưa dậy thì phải say trỗi dậy liền tu hành và lười biếng, đó là cái nhân quả. À, phải ráng mạnh mẽ, phải tinh tấn, nhắc như vậy thì cố gắng lên, như vậy thì lấy cái tinh tấn mà trị cái bệnh lười biếng, lấy cái vô thường nhắc nhở để mình bớt cái ăn ngủ. Thì như vậy cái ham ngủ là cái nhân lười biếng, là cái nhân làm cho mình bê trễ đủ thứ. Như vậy thì năm thứ bệnh có bao nhiêu thứ thuốc? Bây giờ quý vị thuộc cái tâm thuốc được chưa? Nếu người tham tài phải dùng thuốc gì của bạn để trị? À, thuốc bố thí à. Nếu người tham sát thì dùng thuốc gì để trị? À, thuốc quán bất tịnh, phải không? Nếu người tham danh dùng thuốc gì trị? Quán vô thường và cũng quán khổ nữa.
thì trước khi được khổ, khi được rồi giữ khổ, khi mất là càng khổ, phải không? Vì vậy cho nên quán vô thường, quán khổ để trị cái bệnh hiếu danh. Rồi nếu người tham ăn lấy thuốc gì trị, vừa quán bất tỉnh thì vừa gì nữa, tham ăn thì quán bất tỉnh mà cũng quán vô thường, nuốt đó không phải khổ đâu, còn gì ngon, thấy không? Còn có mấy giây thôi thì đó không có gì quý mà phải để thuốc. Như vậy vừa quán vô thường vừa quán bất tỉnh để trị cái bệnh tham ăn. Và tham hữu lấy cái gì trị? Lấy cái quán vô thường để cảnh tỉnh nó, đồng thời lấy cái roi tinh tấn và đánh nó cho nó chạy. Như vậy thì có thuốc để trị bệnh, phải không? Ai có bệnh gì? Bởi vì trong năm cái tham này không phải ai cũng giống ai. Có kẻ tham cái này, người tham cái kia, nó không có giống. Cho nên mỗi cái đều có thuốc để trị. Như vậy là trị được bệnh tham. Mà trị được bệnh tham là đuổi con rắn tham ra rồi. Rồi còn con rắn săn, tới cái bệnh săn này lấy thuốc gì trị đây? Người hay nóng giận lấy thuốc gì của Phật để trị? Bộ lúng túng rồi, chưa biết thuốc. Nóng giận thì Phật dạy dùng hai thứ thuốc để trị. Một là nhẫn nhục, hai là từ bi. Đó, nhẫn nhục khi mà người ta nói cái ý hoặc ta làm gì nó có thể thương tổn đến cái danh dự của mình, thì lúc đó mình phải làm sao? Cơn giận nó bùng bùng lên thì lúc đó phải làm sao? Thuốc nào trị trước? Thuốc nhẫn nhục, phải không? Lúc đó nhẫn nhục thì làm sao? Thuốc bằng cách nào? Biết thuốc và chưa biết cách dùng thuốc. Khi mà cái nóng giận nó vừa phừng phừng lên, lên thì nó sẽ phát ra lời nói, phát ra hành động, phải không? Vì vậy mà vừa có lửa xanh cháy lên thì chúng ta phải liền trị nó bằng cái than thuốc nhẫn nhục. Mà nhẫn bằng cách nào? Làm sao nhẫn? Nó nhịn thì được rồi, phải không? Nhưng mà sự thật nó nhịn không, nó không đủ sức để mà nhịn. Thì chúng ta phải nói rõ ràng, nhịn là khôn, nói là giả. Nhịn là khôn, nói là giả. Cứ đọc cái câu đó là nhịn là khôn, nói dại. Nhịn khôn, nói dại. Nhắc tới, nhắc lui từng chục lần cái thôi nó hay nói. Bởi vì nói ra thì có phải nó bậy không? Có khi nào mình nổi nóng mà nói có lý lẽ đàng hoàng không? Nổi nóng thì toàn là bậy, nói lời không hay, nói lời thô tục vân vân. Vì vậy mà nhắc nhịn là khôn, mà nói là dại. Như vậy thì vì mình muốn khôn, không muốn dạy cho nên nhịn, nằm im, bỏ qua. Nhưng mà bỏ qua quá thì dễ, dễ nhớ lại thì sao? Cũng nổi nóng nữa. Thì bây giờ phải làm sao cho hết cái nóc đó? Cho nên phải dùng cái thuốc quán từ bi để trừ căn. Quán từ bi là quán thế nào? Như bây giờ, quý Phật tử khi nổi giận lên, thì lúc đó người đối tượng của mình đó, để mình giận người đó, mình dễ thấy dễ thương hay dễ ghét? Vừa nổi giận thì thấy người đó dễ ghét rồi, muốn chửi muốn đánh họ ta đã giận, phải không? Cho nên bây giờ phải quán từ bi. Quán từ bi quán bằng cách nào? Họ chửi mình thì sao quán từ bi được? Bây giờ tôi chỉ cho quý vị quán từ bi cũng không có. Ví dụ như quý Phật tử vào trong bệnh viện tâm thần thăm người quen. Tâm thần tức là nhà thương điên đó, thăm người quen. Mình mới bước vô phải cửa nào
cái gặp một người điên, anh chỉ mặt mình anh chơi, lúc đó mới tự xử đi làm sao? Anh chỉ mặt mình anh chơi mà nó cái duyên đó gì đó không có đập phạm nữa, mà chỉ mình mặt mình anh chơi, lúc đó đáng giận không? Giận thì nếu giận cái chửi lại thì đánh lại nó thì người ngoài cuộc họ sẽ nói mình sao? Cái ông mà đánh lộn người điên, ông nó điên luôn rồi. Như vậy thì muốn để phân biệt ai là điên, ai là người tỉnh, phải không? Thì khi người ta làm vậy, người ta nói vậy là người ta đã điên, loạn chỉ không biết nói vậy, nó làm vậy. Mà mình là người tỉnh, mà mình cử cho họ thì hai bên đều là vậy đó. Cho nên người ta vậy, người ta sai, mình phải bình tĩnh, phải sáng suốt, làm một cái người tốt. Như vậy thì khi người ta chửi mình vô cớ, người ta làm nhục mình vô cớ, thì mình phải nghĩ người đó họ không còn được cái trí minh mẫn, cho nên họ nói vậy, họ làm vậy, người vậy là cái người đáng thương chứ không đáng giận, phải không? Mình xét như vậy rồi, tội nghiệp quá người đó bình tĩnh như mình, vậy thương họ không giận họ thì từng lát mới nhớ lại rồi người đó đáng thương cái gì đâu thì thấy góc giận luôn, phải không? Như vậy thì quý Phật tử khéo tu thì mới hết nóng, chứ bây giờ tự cứ nói sao mà nóng quá, tánh tôi nóng quá, mỗi bữa đấu thương nhưng mà phải nguyện Phật cho con hết nóng, Phật cho hết nóng được không? Phật làm sao cho mình hết nóng? Mà chỉ có Phật giải pháp tu để diệt cái nóng giận đó. Như vậy thì quý vị biết cái phương pháp trị nóng giận chưa? Đó, phương pháp trị nóng giận là phải quán, phải tu cái hạnh nhẫn nhục và quán cái từ bi. Thì trong kinh Phật có kể lại câu chuyện ngày xưa Đức Phật ngài đi giáo hóa, hôm đó ngài đến chỗ tụng lực toàn là đạo Bà La Môn, ngài khánh tịnh. Thì khánh tịnh rồi, những người bổn đạo Bà La Môn thấy ngài quay nghi duyên trang đề chỉnh và tướng rất là đẹp đẽ, cho nên họ mới ngồi chung quanh Phật. Sau khi Phật thọ trai rồi, Phật liền nói pháp cho họ nghe. Nói pháp họ nghe xong, họ phát tâm, họ quy y Phật. Rồi đôi ba lần như vậy, thành ra cái nhóm Bà La Môn trong xóm đó, họ theo là Phật theo kêu. Cái ông thầy Bà La Môn thích quá. Hôm nọ, Đức Phật cũng đi vào xóm thích thịt. Thì ông thầy Bà La Môn vừa thấy Phật đi tới, thì ông đi thẳng ra, ông kêu tên Phật, ông chửi. Ông chửi từ đầu đường tới cuối đường. Tới cuối đường rồi, Phật cái ung dung này đi, không cần nghe, không để ý gì hết. Tới cuối đường, cái ông chặn đường Phật, nói tụi đàm khuôn đi chưa. Cái Phật ngài trải tả tượng ngồi xuống, thì đọc bài kệ: kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Đó. Bỏ được cái hơn thua thì đó là ngủ an ổn. Như vậy, ông chửi trong loại dành Phật hơn, phải không? Phật im lặng, tưởng là Phật thua. Nhưng mà sự thật, ai còn dành hơn, càng chê người ta thua mình, thì người đó là người không an, bất an. Thì đọc Phật kể đó rồi, ông Bà La Môn sát Phật, ông đầu hàng, phải không? Như vậy thì phải thấy rằng nịnh là khôn hay là chửi lộn là khôn. Đó, quý vị nhớ, đâu phải Phật ngày xưa cũng ai gặp ai cũng được cũng kính hết, cũng có người chửi vậy. Mà nếu mà bị người ta chửi và Phật chửi lộn lại thì bây giờ chúng ta có thờ nó lại ngày không? Như vậy nhất là cái giới tu sĩ chúng ta, nếu mà bị người khác chửi rồi tức, nói rằng chửi đó là nhục mình, rồi chửi lộn với họ,
rốt cuộc đời mình là một tu sĩ được người ta quý kính hay là chửi lộn với người đó rồi phật tử sẽ chán mình, chán hay quý dùng cách chửi hơn cái người kia, thắng người kia thì cũng bị người ta khinh, ta coi thường. Cho nên cái người tu cái hạnh nhẫn nhục là thiết yếu. Lúc nào, trường hợp nào, dùng phận dùng nghịch gì mình cũng quan nghĩ, mình cũng bỏ qua hết, cái đó nó không có quan trọng. Như vậy thì đó là cái chúng ta tu. Tu như vậy đó thì mới hết được các cái bệnh. Như vậy thì tất cả mọi người chúng ta muốn tu thì phải cố gắng trị những cái bệnh chúng ta cho lành, bớt tham, bớt sân, rồi bớt si. Bây giờ nói tới bớt si, si mê là một cái điều rất là nguy hiểm. Bởi si mê cho nên chúng ta chấp những cái không thật cho là thật. Bởi si mê cho nên chúng ta tưởng tượng những điều không đúng chân lý, không đúng với cái lẽ thật. Như vậy, vì si mê mà chúng ta sanh ra tham, vì si mê chúng ta sanh ra nóng giận, phải không? Cho nên cái si mê là cái nguy hiểm. Thì giờ si mê những cái gì? Thuốc gì để trị bệnh si mê? Thì đúng ra muốn trị bệnh si mê thì phải dùng thuốc trí tuệ, phải không? Trí si mê là bóng tối mà trí tuệ là ngọn đèn, đó là ánh sáng. Người nào có đèn thì không tối, còn người nào tối là không có đèn. Kẻ si mê không có trí tuệ, mà có trí tuệ thì sẽ hết si mê. Như vậy cho nên si mê thì phải dùng trí tuệ mà trị. Nhưng mà trí tuệ nó có trong si mê này, nó có những cái bệnh như là bệnh ngã ái, ngã mạn, ngã ái, ngã mạn, đó là gốc từ si mê ra. Ngã ái là gì? Là thương cái thân này, quý cái thương thân này, đó gọi là ngã ái. Ngã mạn là gì? Là cho mình thân thiên hạ, mình thân ai hết. À, bởi thấy mình hơn cho nên mình khinh người này, mình chê người kia. Như vậy thì từ cái si mê thấy thân này là quý, là thiện cho nên mình thương nó, đó là ngã ái. Thấy thân mình là quan trọng, mình là cao hơn người ta cho nên sanh ngã mạn. Như vậy thì cái người si mê sanh ngã mạn, ngã ái phải dùng thuốc gì mà trị đây? Thuốc gì quý vị nhớ không? Thuốc đó thuộc lòng, tôi biết ai cũng thuộc lòng hết, mà không biết dùng để trị. Mỗi tối quý vị có tụng kinh Bát Nhã không? Từ cư sĩ cho tăng xuất gia đêm nào cũng có tụng Bát Nhã, phải không? Bây giờ tôi chỉ nhắc lại một câu trong đó, nói là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật ra thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhân thiết quả. Chiếu kiến là sao? Chiếu kiến là soi thấy thân năm uẩn là không thiệt, và thân năm uẩn không thiệt thì vượt qua hết khổ nạn. Bây giờ quý vị đọc bao nhiêu năm rồi mà có chiếu kiến không? Hay là đọc cả bài Đức Phật đó. Nhưng Phật dạy phải soi thấy năm uẩn này nó không thiệt, mà năm không thiệt thì còn gì mà yêu mến nó, còn gì mà quý trọng nó. Mà tại vì đọc mà không chịu chiếu, không chịu soi, rồi đọc rồi thì cũng y nguyên cái ngã của nguyên vẹn, không có mất mát chút nào hết, phải không? Tu 10 năm cái ngã không có mò, phải không? Vì vậy mà cũng thương mình, cũng
hiểu thế đó. Bởi vậy cho nên cái ngã ái và cái ngã mạn chúng ta phải nhớ soi thấy thân năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Năm quẩn này có hai mặt, một là mặt vật chất, hai là mặt tinh thần. Vật chất thì sắc quẩn cho đất nước gió lửa bốn chất tạo thành, mà đã bốn chất tạo thành thì nó không thiệt, nó là giả dối. Hiểu như vậy thì thấy sắc quẩn không thiệt, rồi thọ quẩn tức là những cái cảm giác một chút rồi qua đâu có thiệt, rồi hành quẩn là những cái suy tư, cái suy tư nó làm dòng suy diệt, rồi thọ quẩn tức là những cái mình lãnh thọ khổ vui cũng không thiệt. Rồi tưởng quẩn thì cái tưởng này cũng là cái bóng giác chứ không có gì thiệt. Xét kỹ thấy rõ được về hai mặt tinh thần vật chất đều là họ chuyên hợp thư giả không thiệt, biết rõ nó là không thiệt, tánh nó là không thì khổ nạn nào cũng qua. Thật dạy kỹ quá, tập tập mỗi đêm mà bây giờ hỏi lại thì khổ nạn nào cũng chịu chứ không chịu qua, phải không? Như vậy thì thấy thân này không thiệt, năm quẩn không thiệt thì giả sử có ai chửi nó mình có quan tâm không? Cái thân không thiệt thì cái lời chửi có thiệt đâu, phải không? Cái thân không thiệt mà bị người ta khinh lệch mình cũng không có nghĩa gì, đâu có buồn. Cái chi đồ không thiệt nữa, phải không? Thấy rõ vậy thì cái ngã ái và ngã mạn theo đó nó hết. Đó là trí tuệ, trí tuệ bát nhã là trí tuệ. Đọc như vậy, xoay thấy như vậy, đó là chúng ta mở sáng cái mắt trí tuệ. Rồi có trí tuệ chúng ta hết ngủ đó. Đó là một phần mà hiện giờ chúng ta đọc bát nhã. Mà quý vị biết bát nhã có chia mấy phần không? Bát nhã chia ra ba phần, một là văn tự bát nhã, hai là chiếu kiến bát nhã, ba là thật tướng bát nhã. Thật tướng bát nhã là ở cái chỗ này ngài Thái Thư ở Trung Quốc ngài dùng cái ví dụ rất là hay. Ngài ví dụ như có người cần qua sông thì họ bước xuống thuyền, khi trên bờ trên đất liền bước xuống thuyền qua sông được ngồi trên thuyền, đó là ví dụ văn tự bát nhã. Xuống thuyền rồi rồi cây chèo cầm dầm bơi, đó là quán chiếu thức bát nhã. Bơi trên thuyền cặp bến sang sông rồi mình lên bờ, đó là thành tướng bát nhã. Như vậy thì bây giờ quý vị tu là đang tu cái gì bát nhã? Văn tự bát nhã giống như xuống thuyền ngồi chìm đó, muốn qua sông thì xuống ngồi trong thuyền rồi cái đời không chịu bơi chèo lên trên, chừng nào qua tới bên kia. Đó, như vậy mới thấy cái tu của chúng ta nó chưa có đúng cái gì Phật dạy. Chiếu kiến nó là quán, phải không? Thì quán rồi thì mới được đi đến thật tướng. Thì chúng ta không chịu quán, chẳng khác nào xuống thuyền muốn qua sông qua tới bờ bên kia mà xuống lại là không coi chịu bơi, không chịu chèo ngồi ì đó, thì từ đó thì bao lâu qua được bên kia? Chắc tới cái thuyền một qua không tới bên kia nữa, phải không? Được không? Thì chúng ta tu bây giờ cũng vậy, cứ dùng cái văn tự cho đó là đủ rồi, không có chịu quán chiếu. Bởi không quán chiếu cho nên không có tiến lên, không có dẹp phiền não được, nên tu 10 năm mà phiền não cũng bị quyền. Đó là cái lỗi lầm mà lâu nay chúng ta mắc phải. Như vậy thì chúng ta biết tu thì phải dùng cái quán chiếu soi rọi thấy thân này nó là tạm bợ, là hư giả, thì chúng ta mới không có ái nó. Mà không ái nó thì chúng ta mới không có cái ngã mạn. Như vậy thì tu
để diệt trừ những cái bệnh cho mình. Mà bệnh đó thì phải dùng thuốc. Nếu mà mình được cái pha thuốc mà không hốt uống thì pha thuốc trở thành vô nghĩa. Mình đọc kinh Phật, Phật dạy mình quán chiếu để thấy rõ năng lượng không thiệt, mà mình cứ đọc cho Phật nghe hoài thì chừng nào mình hết bệnh, khác gì các người bệnh nhân được pha thuốc. Cái pha thuốc này hay lắm, rồi cứ đọc hoài này, đọc mỗi ngày nó buồn lào thì chừng nào hết bệnh, người bệnh cái chừng nào lành, chắc không có ngày lành. Tu như chúng ta thì chừng nào thành Phật, không có mòn chút nào tiền nám hết, làm sao mà thành Phật đó. Hiểu vậy rồi quý vị mới thấy trên đường tu nó rất là quan trọng, cần phải hiểu, phải biết thấu đáo. Đó là tôi nói mỗi thứ thuốc hay là hai ba thứ thuốc trị một bệnh cho nó là, còn nhiều bệnh nữa kể không hết, gì tới 84.000 bệnh nữa mà kể xong cho cùng. Ở đây chỉ nói những cái bệnh căn bản là tham sân si. Nhưng mà quý vị đã biết từng thứ thuốc trị từng bệnh, bây giờ có thứ thuốc nào trị báo bệnh không? Có không? Không biết thuốc này mà cũng có thứ thuốc trị báo bệnh, mà báo bệnh thì nó chậm lành hơn. Thuốc nào trị bệnh ấy nó mau lành. Còn nếu cái thuốc trị báo bệnh thì lúc nào nó cũng nhìn nhẹ thôi. Thuốc trị báo bệnh là gì? Nếu người tu tịnh độ thì dùng cái câu lục tự di đà làm thuốc trị báo bệnh. Khi mà chúng ta vừa mới sanh, nhớ niệm niệm này như là Phật niệm một hồi cái quên sạch, phải không? Chúng ta vừa có cái gì buồn niệm Phật một hồi cái quên buồn thì đó là thuốc trị bát bệnh. Mà bát bệnh thì phải hơi yếu chút, phải siêng năng cằn mặn trị thì nó mới lành, chứ còn không thì không lành. Đó là cái thứ thuốc trị bát bệnh ở trong pháp tu tịnh độ. Bây giờ pháp tu thiền chúng tôi dạy có cái thuốc tu trị bát bệnh không? Có, là cái thuốc khi nào vừa giấy niệm chạy theo cảnh chúng ta liền buồn. Bởi vì sao phải dùng thuốc đó? Tất cả buồn thương nhẫn ghét từ cái ý niệm giấy lên, khởi niệm rồi mới có tới buồn thương nhẫn ghét, vừa khởi lên cái bỏ không thành theo. Thì như vậy cứ giấy lên bỏ không theo thì đó là vừa là trị mà vừa là ngừa, bởi vì nó chưa thành bệnh là gì trị, nhưng mà nó dấy lên mình buông đi tức là ngừa bệnh. Ngừa bệnh thì mình nhớ nghĩ chúng ta buông hết rồi, một lúc nào đó tâm mình hết buồn hết giận hết đau khổ thì đó là thuốc trị phá bệnh ở trong nhà thiền. Nhưng mà có những người tập tốt thiền giờ đấy, 1 năm, 2 năm thì sao cái niệm khởi hoài không có hết. Giờ thang, tại sao tu mà niệm nó không có lại, nó không có hết. Vậy thì làm sao cho có kết quả? Thì đây, tôi dẫn lời của lục tổ Huệ Năng, ngài dạy trong kinh Pháp Bảo Đàm. Nói rằng, bệnh phạ niệm khởi duy khuẩn giác trì. Không có sợ niệm khởi mà chỉ sợ mình giác chậm. Khi vừa giấy niệm lên cái mình biết nó là vọng tưởng không theo, thì một ngày thì giấy 100 lần. Giấy niệm là mê, biết nó là hư dối không theo, đó là giác. Như vậy thì 100 lần mê có 100 lần giác thì không có tuyệt vời gì hết. Chỉ có sợ mê mà mình không giác thì đó mới thiệt thòi. Như vậy người tu thiền thì niệm với chữ Phật với lòng tin, nhờ tin Phật theo cái sức mạnh
rồi niệm cho niệm Phật để cho tiêu hòa những cái bệnh. Còn người tu thiền thì vừa là nhìn lại mình, đó là phản chiếu và phản quang bằng trí tuệ, vừa thấy nó thì buông đi, làm lành nó sạch, dùng trí tuệ mà tẩy chữa cho nó tiêu hòa, đó là tu. Như vậy thì nếu mà chúng ta đi đâu thấy cái gì mà không thể nghĩ thì có yêu ghét không? Yêu ghét không còn à, như vậy thì cái bệnh từ đó nó lành. Như vậy thì tu tịnh độ cũng có cái toa thuốc trị mát bệnh, tu thiền cũng có toa thuốc trị mát bệnh, chứ phải không? Nhưng mà cái nào chúng ta thực hành phải cho đến nơi đến chốn thì mới được kết quả, chứ còn nếu làm nửa chừng hay là chút ít thì không bao giờ có kết quả. Như vậy thì tất cả quý vị nghe tôi chỉ mấy cái thuốc rồi, trị bao nhiêu bệnh rồi, thì nếu người nào yếu dở nhớ thuốc nhiều không nổi thì thôi, nhớ thuốc thang thì báo bệnh ra mà đi cho tới nơi đến chốn, phải không? Lúc nào cũng nhớ à, hoặc là nhìn lại mình giấy thiệp nghĩ cái gì đều biết đó là giọng tưởng tôi dối à, cứ như vậy mà quán chiếu hoài, đó là dùng trí tuệ quét sạch tất cả những cái mê lầm. Còn nếu mà tu tịnh độ thì vừa giấy nghĩ cái gì thì nhớ niệm Phật để cho nó quên. Ở phần nhiều thì người ta hay niệm Phật khi nổi sân, hoặc là khi bị cái gì đó nó ngặt quá thì niệm Phật, phải không, để cho quên. Vì vậy mà đặt nặng lòng tin nhờ Phật gia hộ, vừa niệm vừa tin nhờ Phật cho cái bệnh mình nó được hết. Còn bên đây thì bằng trí tuệ mà chiếu soi để cho cái bệnh mình nó tan thì đâu cũng có phương pháp hết. Như vậy thì quý vị biết pháp, biết bệnh rồi, đủ sức trị chưa? Đủ sức trị chưa? Nếu mà học Phật là không biết pháp, không biết bệnh thì khó có trị lành. Thì tôi hướng dẫn quý vị biết ba cái bệnh ngặt nghèo là tham sân si đó, quý vị biết cách để trị nó rồi lành lành tiến thêm những cái bệnh mà hơi nhẹ hơn chút để trị cho hết bệnh. Mà hết bệnh là chúng ta lành, lành thì chúng ta sẽ hết khổ đau, chúng ta sẽ giải thoát sinh tử. Thì như vậy hôm nay tôi giảng cái bài này tới đây là tạm xong. Chỉ thuốc trị bệnh quý vị đã nghe rồi thì quý vị ráng cố gắng dùng thuốc trị bệnh, chứ không nên học thuộc lòng qua thuốc, cũng không nên chắp tay xin thầy thuốc cho hết bệnh. Nhớ vậy thì chúng ta tu sẽ có kết quả. Vậy trước khi nghỉ thì tôi rất thân từ thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện trưởng thiền viện Trúc Lâm, nguyện bạch hòa thượng: công danh nào sánh bằng công đức vị tha, sự nghiệp nào hơn sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp. Mình đã ngược dòng lịch sử Đức Thế Tôn và hàng đệ tử chu du khắp xứ thuyết pháp độ sanh, nhờ thế Phật giáo trở thành vàng son trong thời kỳ đó. Kể đến như liệt vị tổ sư nói gương sáng của bậc thầy cao cả, đem chánh pháp chân chứng ấy truyền bá khắp mọi nơi. Hôm nay hòa thượng cũng trên lưng thần nó một tiền đồ Phật pháp thượng hoàng Phật đạo hạ quá chúng sanh, nơi nào chúng sanh mời hòa thượng đến, đạo Phật cần hòa thượng đi, không quản gian lao chẳng từ khó nhọc. Mặc dầu Phật sự đa đoan, tuổi già sức yếu, nhưng hòa thượng cũng đã đáp lời thỉnh cầu của ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp. Quan âm về đây trước là để viếng thăm ban trị sự, sau nữa truyền thừa
chánh pháp của Đức Như Lai mãi mãi tồn tại trên thế gian này. Sự hiện diện của Hòa Thượng đã nói lên tinh thần truyền đạo pháp vì chúng sanh, bởi vì hình ảnh của Hòa Thượng là hình ảnh của tình thương, của từ bi và trí tuệ trước tinh thần vị tha cao độ đó. Thay mặt Tam Thị Sự Tịnh Hội Phật Giáo Đồng Tháp, tăng ni Phật tử toàn tỉnh, chúng con thành tâm bái tạ tâm ân, ngưỡng cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể tinh năng tuệ đắc thường chiếu, để nhiều giúp chúng sanh trên bước đường giác ngộ giải thoát. Xin chúc Hòa Thượng luôn luôn an lành và thành tựu sự nghiệp trong chánh pháp của Đức Từ Vùng Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tổng đại thân đứng dậy. Thank you.
Chỉ dạy, hướng dẫn, cho biết đường lối tu hành
chúa tể. Nếu Thiên Tôn mà không có cơ hội được học tập, được hướng dẫn tu hành, thật là uổng đi một đời tu. Vì vậy mà có hết sức quan trọng đối với Như Tăng Như Ni, những cái lớp trẻ sau, đồng thời còn thoát còn là nhờ tăng ni. Một ngôi chùa không có tăng ni lãnh đạo, ngôi chùa đó từ từ nó trở thành vô ý nghĩa. Vì vậy mà Phật pháp đương tâm giờ hay là nương tựa vào tăng ni rất là lớn. Vì vậy mà tôi nhắm vào cái góc, cái chủ yếu đó mà tôi lo. Thì ngày nay về đây thấy Chư Tăng đang tu học ở đây, tôi rất là mừng. Bởi vì sư ông tôi được nói một câu, nói rằng tu mà không học gọi là tu ngộ, còn học mà không tu là đại đức sách. Thì cái câu đó tôi rất là thấm thía. Bởi vì chúng ta đi tu mà không có cái duyên học Phật pháp thì sự tu đó không biết tu cái gì, không biết đi đường nào. Nhờ ta học Phật pháp, hiểu được kinh nghiệm của Phật thì chúng ta mới biết cái hướng để mà tu. Cho nên càng phải học rồi sau đó mới tu được, điều đó không thể thiếu. Nhưng mà nếu chúng ta học được có cái cấp bằng hay là vượt mạng những cái lớp lớn rồi, tự hào cho mình đủ, không cần phải cố gắng tu hành chỉ đem kiến giải đó để mà làm Phật sự, thì một ngày nào đó những kiến giải giống như là cái đại sách thôi, chứ nó không có cái giá trị thật. Bởi vậy cho nên cái người tu bên cạnh cái học thì cũng phải còn cái tu để mà làm, để mà giữ cái giá trị căn bản cho người tu. Hơn nữa thì chúng ta thấy trong ba môn học giải thoát hay là trong ba cái phần huệ học, Phật đã dạy văn tư tu. Chứ văn tức là chúng ta phải nghe, nghe nghĩa là chúng ta phải học, học cho hiểu, nghe cho thấu đáo. Rồi kể ra tư, tư là chúng ta phải suy gẫm để nhận định chính xác những cái gì chúng ta học được. Có suy gẫm, có nhận định thì cái văn đó nó mới trở thành kiến thức của chúng ta. Chứ nếu nghe đâu rồi học thuộc đó mà đi lại của người dạy thì như vậy chúng ta thiếu cái tư. Như vậy thì chỉ có văn, mà văn không trở thành như là một cái máy thu rồi tắt ra, không có giá trị gì hết. Cho nên văn rồi phải tư, chúng ta suy gẫm nhận định đúng. Nhưng mà nhận định đúng mà không thực hành thì cái nhận định đó cũng không có đi tới đâu. Vì vậy sau khi nhận định rồi, chúng ta phải có một kỳ giờ tu hành. Tu hành cho đúng những cái gì đã học được, tu hành cho có kết quả những cái gì của Phật dạy, thì như vậy mới gọi là đủ ba cái huệ học, văn, tư, tu. Còn nếu mà chúng ta đi chỉ có một chặng văn không, mà không tư, thì cái học đó như vẹt thôi. Còn nếu chúng ta có văn, có tư, thì đó là có kiến giải. Nhưng mà nếu kiến giải không thực hành, thì kiến giải cũng bỏ không, không có làm được đến cho ai. Vì vậy cho nên hôm nay về đây với kỳ giờ ngắn ngủi, tôi cũng nhắc nhở Chư Tăng sinh ở đây, quý vị đã có cái duyên tốt được quý thầy hướng dẫn chỉ dạy học hành, đó là cái cơ hội rất là tốt cho cái đời tu của mình. Nhưng mà chỉ có những cái chưa đủ mà còn phải mở mang trí tuệ bằng cách suy gẫm nhận định. Mở mang trí tuệ rồi phải ứng dụng tu hành thì được như thế, quý vị sẽ là những cái trường cột Phật giáo mai sau.
đối với những người già chúng tôi không còn trong kẻ đâu nữa, mà quý vị là một cái mồm, là một cái gốc để cho cái người Phật tử mai kia trong kẻ vào Phật pháp ngày mai được tốt, được thịnh hành, chính là nhờ cái gốc công của quý vị, để mong tất cả chúng ta cố gắng tu học và cố gắng thực hành theo những cái gì mình đã học được, để chúng ta là một kính tử kính pháp, cái trách nhiệm gọi là truyền bá kính pháp là chính quyền sanh. Nam mô Phật Tổ Sư Ca sư thích ca mâu ni phật. Tiếp theo chúng con trân trọng cung kính hòa thượng Thiền Đức Giải Cát, xin mời toàn thể quý thượng tọa sẽ được tăng phật tử lúc bấy giờ và kỷ niệm Thiền Đức Giải Cát. Để tăng tất cả quý tăng. Của ngài chưa nói về thiền, mà thiền của hiện tại chứ không phải thiền của quá khứ. Quý vị nào nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy cái đường lối lâu rõ ràng. Đây không phải là nói hiện tại là bỏ quá khứ, nhưng hiện tại là tùy theo cái nhìn của cái người hiện tại để chúng ta sử dụng được cái lợi ích cho thích hợp. Còn gốc thì từ Đức Phật dạy trong các kinh, chứ không có đâu cái gì ở ngoài hết. Để mong tất cả quý vị sau khi nhận được quyển sách, quý vị cố gắng nghiên cứu kỹ để có cơ hội gặp lại chúng tôi sẽ giải thích thêm. Cuốn này là cuốn là Phật pháp tinh yếu của ông Cao Hữu Đính, là một người cư sĩ mà chúng tôi đã quen biết rất thân. Ông có cái công để mà chinh nhặt lại cái giáo lý của Phật, ông ghi chép ra thành một cái bộ phận lúc trước đang lên dạy tại trường Đại học Đà Nẵng. Nhưng mà sau này ngày nay con ông phát tâm in để gọi là một chút kia hiếu thảo đối với cha tặng tất cả tăng sinh mỗi gì một quyển nữa. Như vậy là tất cả chúng ta có được hai quyển sách để nghiên cứu thêm. Cái gì là ghi lại cái thứ để tặng thêm một cuốn này nhé. Như vậy thì giờ ít quá, phải trả lại thì chưa được kịp, thì chúng tôi xin tùy giá. Nay đời ban giám hiệu trường trung cấp và học để học đáp chúng con một lần nữa xin chân thành ghi nhận cái tấm lòng quý hóa của hòa thượng Tổ Đại Đoàn là hoàn sĩ chú cố về trường trung cấp và học để học đáp để học và
về đến Đức Long, pháp chúng con thành tâm lên đó hòa thượng. Vì vậy mà mọi người khi phát tâm tu rồi
cần phải học đầy đủ chánh pháp của Phật, cũng như là ông thầy thuốc trước học hết các cái môn thuốc, rồi sau đó chúng ta ứng dụng tu. Nếu học thuyết thuộc lào mà không ứng dụng tu thì cũng vì tham tu mà cố gắng học, thì cố gắng học để cho chúng ta tu được cái quả tốt. Mong rằng trong trường này quý vị chúng mỗi ngày mỗi cố gắng học hành và luôn luôn nhớ học để mà tu, tu để giải thoát sinh tử, chứ không phải chúng ta chỉ tu cho quá trình, tu lấy lệ, phải tu để giải thoát sinh tử mới là cái con đường, mới là mục đích cứu kiếm của mình. Chỉ mong tất cả đi trước đây đều sốt sáng, tinh tấn học hành để cố gắng tu, mai kia sẽ đạt được kết quả như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây chúng con chỉ biết đi một đầu ngoài đường thơm ước của Hòa Thượng, và chúng con xin đi đầu ngoài bà Hòa Thượng thăm thôi. Sao đây bạn, bây giờ ông mất rồi thì chuyên được. Con ông thấy cái công trình của cha cho nên mới xin in cuốn này ra. Bây giờ cuốn này ra thì rất là thiết yếu với những người học, cho nên ở đây bạn cho nghiên cứu. Nghiên cứu ở đây là bao nhiêu? 78 điểm, xin tặng mỗi điểm một cuốn. Cuốn này cuốn lưỡi, còn cuốn này là cuốn sách nhỏ xíu cho tôi giảng, rồi quý Phật tử thấy có mục đích cho sự tu hành cho nên được ghi lại và tinh thần cũng xin tặng quý vị mỗi người một quyển để đọc. Như vậy thì đang đủ sách để đây, rồi lát nữa quý vị cô sẽ nhận bên kia. Ấy hôm nào tôi nghĩ tôi sẽ đi đến đây để làm sao. Thank you.